Một cô gái rất đảm đang nha mọi người. Cô ấy ngày nào cũng nấu cơm cho tôi ăn, không khác gì một người mẹ thứ hai. Chân gà là phải gặm đúng không chị? Chân gà chấm mấy cái gì được nhỉ? Muối. Được, ăn tốt. Ăn hết á? Đâu, mấy chân? Em nghĩ là em chỉ ăn được 2 đến 3 cái chân thôi. Thế? Ăn hết chỗ này nhá. Là mấy cái đấy? Mấy tí mà. Để tí à, thế ăn được. Ngồi nhâm nhi thì được. Còn cắt mấy cái to to này đi. 2, 4, còn 6 cái chân to để ăn sau. Cũng được. Có rau gì không chị? Có canh rau gì không? Canh chưa lay. Canh chưa lay à? Mình có nấu thêm không? Mình nấu thêm khoai tây nấu rồi. À, có một ít thịt trong cùng nữa. Được. Rồi mình nấu dừ dừ tí. À, mang một cái bếp nữa ra nấu cho nhanh nhá. Có lên không? Có kịp chị nào không? Ở dưới đất. Nhưng mà nha. Gì nhỉ? Đợi em tí em quay lốt. Còn 30 giây nữa là đủ 3 phút. Chị hãy cứ làm màu đi. Sao chân gà lại màu đen ta? Nó là gà ác mà. À thế á. Ăn có ngon hơn cái gà kia không? Dai hơn đúng không? Chắc thế. Chắc thế thịt nó ăn nó lạ lạ. Lạ lạ. Tí nào nó màu đen lên. À, ăn thịt nó thơm hơn. Thơm hơn à? Ừ.